Tập 24. Nếu họ kết thành đồng minh và không phải quan hệ đối địch, vì bọn họ làm rõ quan hệ cũng nói được rồi. Hội trưởng Hadukawa, ngài nói rất có lý. Tôi nhớ lúc bắt Trương Lai Tài, Trương Hàn Đào cũng có mặt. Nếu như nói hai người họ không có quan hệ gì thì quá trùng hợp với nhau. Nhưng mà bây giờ Trương Hàn Đào không có chỗ nào không tốt. Đây chính là điểm sáng suốt của cậu ta. Ôi đội trưởng Hadukawa, ngài sững trương, khiến cho ngài đích thân đến đây rồi. Vừa hay tôi phải ra ngoài rồi. Ngài không cần phải nói với tôi, không chào mừng tôi sao? Sao lại thế được? Nào nào, xin mời vào trong. Ngài đến chỗ của tôi là vinh hạnh của nhà tôi. Chú Quý à, mau chuẩn bị đi, nhanh lên nhanh lên. Dân ạ, chuẩn bị gì thế? Không có gì đâu, là thế này. Giờ này tôi đang học trà đạo đó. Giống dĩ nói là học được, sẽ đến đổi tài cho ngài xem. Không ngờ hôm nay chọn ngày không bằng đúng ngày. Vừa hay là gặp nhau ở đây. Đi thôi. Cô Trương không có nhà sao? Quấy về nhà ngoại rồi. Nào, đội trưởng Hadukawa, ngài uống thử đi. Cũng được phải không? Không tồi. Đúng rồi, chuyện của Dạ Miêu Tử nhà chúng tôi đã làm phiền ngài nhiều rồi. Giống dĩ tôi muốn đưa cậu ấy cùng về, nhưng mà đội trưởng Fujino nói là vẫn còn một vài vấn đề cần chứng thực với cậu ấy. Thật sự xin lỗi quá. Thôi thôi thôi, đừng mà. Xin ngài đừng nói như vậy với tôi. Vì chân tay của cậu ấy không sạch sẽ, đúng là phải để cho đội trưởng Fujino dạy dỗ. Cậu Dạ Miêu Tử này lúc trước đã có tật xấu này hay sao? Có, ngài biết hay không? Trước khi đi theo tôi, cậu ấy đã có tật xấu là ăn trộm. Trước đây cậu ấy ăn trộm bút của nghị sĩ tiền, ngọc bội của hoàng lão gia, nhưng mà đều trả lại rồi. Ngài biết hay không? Vậy nên lần này tôi nghĩ rằng đúng là cậu ấy phải được dạy dỗ, phải quản cậu ấy đàng hoàng. Sao vậy? Cậu không biết chuyện cậu ấy trộm đồng hồ vàng hay sao? Trộm cái gì? Đồng hồ vàng? Đồng hồ vàng của ai? Xem ra cậu không dạy dỗ được đàn em của mình rồi. Chuyện lớn như vậy cũng không biết. Không phải, không phải chứ. Cậu ấy trộm đồng hồ của ngài hay sao? Không thể nào, cậu ấy không thể to gan như vậy đâu. Cậu đang bao che cho cậu ấy. Không phải, đội trưởng Hadukawa. Thế này đi, cậu ấy trộm đồng hồ của ai vậy? Ngài nói cho tôi biết, tôi bồi thường gấp đôi cho người ta. Nghệ sĩ Trương, tôi thực sự thấy rất kỳ lạ đó. Tại sao lại nhiều chuyện đều liên quan đến cậu hết vậy? Hoặc sinh khẩu, núi tiểu hắc, ít thọ đường, lần này còn có đồng hồ vàng nữa. Đây đều là trùng hợp hay sao? Tôi nói cho cậu nghe, tôi có thể tha thứ cho vài loại sai lầm, nhưng mà nếu như cậu cấu kết với người của Liên Quân Kháng Nhật, Đảng Cộng sản, thì đừng nói đến Hắc Long Hội, e rằng Thân Dương cũng không giúp được đâu. Đội trưởng à, tôi không hiểu ngài đang nói gì hết, là có ý gì vậy? Nhưng mà tại sao tôi lại cùng một hội với Đảng Cộng sản, Liên Quân Kháng Nhật gì đó? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nghị sưởng trương, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi mong rằng cậu có thể nói thật với tôi. Nói ra tôi có thể tha thứ cho cậu. Nhưng mà nếu như cậu giấu giếm với tôi, thì nếu xảy ra chuyện gì thật, cậu đừng có trách tôi không nương tay với cậu đó. Đội trưởng Hadukawa, những điều ngài nói tôi không biết rõ đâu. Cậu làm sao vậy hả? Thiếu gia, sao vậy? Bác sĩ nói dạ dày của cậu không cho uống trà mà. Không sao đâu. À Quý à, mau gọi bác sĩ đi. Dân ạ, quay lại đây. Thế này đi, tôi gọi quân y của đội hiến binh tới đây, làm kiểm tra toàn diện cho cậu Trương. Không sao đâu. Có sao hay không, đợi sau khi quân y khám xong rồi nói. Xem ra cậu gặp vấn đề lớn rồi. Cửa tiệm Lưu Ký, ở đây thư thiếu phu nhân. Chuyện này là sao vậy? Bị bọn Nhật Bản niêm phong rồi. Vậy tìm nhân viên kế toán thế nào?
không tìm được nhân viên kế toán, thiếu gia sẽ gặp rắc rối đó. Tạm thời đừng nói mấy lời nhục chí này, chúng ta tìm nơi ở trước đi, sau đó nghe ngóng tin tức. Đội trưởng Trương Lai Tài nói là có việc muốn gặp ngài. Đi thôi. Ông chủ Trương, suy nghĩ thế nào rồi? Đội trưởng Hadukawa, tôi gọi ngài đến có phải vì tôi sợ chết? Tôi luôn thấy tôi chết hơi oan uổng đó, vậy nên có việc tôi muốn nói rõ ràng với ngài. Được thôi, tôi nghe. Thật ra Sát Bát Phương các ngài khổ sở tìm kiếm chính là Trương Hàn Đào, nghệ sĩ của các ngài. Cái gì? Ông nói lại lần nữa coi. Tôi nói những điều này là có căn cứ hết. Tôi cũng không muốn bào chữa cho bản thân. Nhưng mà hơn nửa năm, tất cả vụ án xảy ra ở Tân Đảo đều là Trương Hàn Đào làm hết. Chứng cứ? Chứng cứ đâu? Trương Hàn Đào cứu Thần Dương, làm nghệ sĩ. Tôi đã có sát ý với tên hán gian này rồi. Kết quả ám sát thất bại, lại bị hắn bắt được. Hắn trói tôi ở vùng ngoại ô, muốn kết liễu tôi bằng cách của Sát Bát Phương. Tôi vì giữ mạng sống mới tiết lộ thân phận với hắn. Tôi là người của Liên Quân Kháng Nhật. Từ đó hắn kết thành đồng minh bí mật với tôi. Tôi cũng có mấy lần muốn kéo hắn gia nhập Liên Quân Kháng Nhật, nhưng mà đều bị hắn từ chối. Khi hắn lên kế hoạch xây dựng bệnh viện thương binh, vì không còn sự giúp đỡ của Đại Ba Lạc và thổ phỉ nữa, thì hắn đến tìm tôi, muốn Liên Quân Kháng Nhật giúp hắn. Tôi không chịu giúp. Chúng tôi có chút không vui. Sau khi xây dựng bệnh viện thương binh, Liên Quân Kháng Nhật bị tấn công vô cớ, nhiều đội quân du kích và tổ chức ngầm bị phá hoại. Tôi đi nói lý lẽ với Trương Hàn Đào, hắn lại lật mặt với tôi. Những điều mà ông nói đều là thật chứ? Đều là sự thật. Liên Quân Kháng Nhật coi Tân Đảo là đại bản doanh an toàn nhất. Ngoài thu thập tin tình báo, thực ra chúng tôi rất thật thà. Trương Hàn Đào gây ra một loạt vụ án lừa gạt Liên Quân Kháng Nhật, làm chúng tôi bị oan, tổn thất rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên công khai chuyện này, rửa sạch nỗi oan của Liên Quân Kháng Nhật. Tại sao hôm qua ông không nói như vậy đi? Dù sao Trương Hàn Đào cũng là Sát Bát Phương, tôi cũng suy nghĩ rất lâu rồi, cho nên mới khai ra hắn. Mong đội trưởng Hadukawa có thể hiểu cho tôi. Không ngờ Trương Lai Tài này lại đổ cái danh Sát Bát Phương lên đầu của Trương Hàn Đào. Đội trưởng à, tôi cho rằng người này nói chuyện có mâu thuẫn một chút, không thể tin được. Báo cục trưởng quan thẩm vấn Dạ Miêu Tử, lại đưa Trương Lai Tài qua đó để ông ta trực tiếp đối chất với Dạ Miêu Tử. Có nói dối hay không là biết thôi. Thì ra là như vậy. Quan trọng là cái đồng hồ vàng đó. Dạ Miêu Tử, biết tại sao lại gọi cậu đến hay không? Được rồi, đừng có nói mấy lời vô ích đó với tôi. Tôi biết. Được. Vậy cậu nói xem, tôi nói gì đây? Chẳng phải anh muốn hãm hại thiếu gia của tôi, đúng hay không? Dạ Miêu Tử, cậu đừng có mà không biết điều với tôi. Tôi thẩm vấn cậu là cho cậu cơ hội đó. Hoàng công tử à, biết điều của anh trị giá bao nhiêu không? Tôi cần anh cho cơ hội hay sao? Anh muốn hỏi thì hỏi đi, tôi nói cho anh biết. Anh hỏi thế nào cũng vậy thôi à? Tôi biết trong miệng của anh toàn là nước bẩn, muốn hắt lên người thiếu gia của chúng tôi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, có Dạ Miêu Tử tôi ở đây, anh đừng có mà mơ. Tôi tự trộm cái đồng hồ vàng đó, không liên quan gì đến thiếu gia hết. Tin hay không tùy anh. Cứng miệng đó, đưa vào đây. Ông chủ Trương, lại đây. Ông xem đi, chắc là ông quen người này có đúng hay không? Cục trưởng Hoàng à, cậu ta là ai quan trọng hay không? Quan trọng là tôi đã nói với các cậu rồi. Sao mà cậu vẫn như vậy hả? Ông chủ Trương, ông đừng có sốt ruột chứ. Ông nói lại một lần với cậu ta những lời ông nói với tôi đi. Cục trưởng Hoàng, tôi cũng là người có máu mặt ở Tân Đảo, không thể cậu bảo tôi nói gì thì tôi nói cái đó được. Cậu coi thường tôi quá đó. Ông chủ Trương, tôi muốn tốt cho ông thôi.
Ông nói lại lần nữa, chứng tỏ sự trong sạch của ông đi. Tôi mới có lý do thả ông đi chứ. Ông nghĩ đi. Thả tôi đi sao? Vậy được. Vậy tôi nể mặt cục trưởng Hoàng đây. Tôi tin tưởng cậu lần nữa. Tôi biết cái thằng này. Cậu ta là một tay sai của nghệ sĩ Trương. Trương Hàng Đào là sát bá Phương. Chắc chắn cậu ta biết. Ông nói ai là tay sai? Cậu đó. Ai là sát bá Phương? Trương Hàng Đào. Tôi nói cho ông biết. Ông biết thì nói, đừng có nói bậy nha. Cậu nhìn cậu ta đi. Cứ nhìn đi. Bị tôi nói trúng phốc rồi đúng hay không? Trương Hàng Đào chính là sát bá Phương. Chắc chắn cậu ta biết. Thằng này trộm đồng hồ vàng, có khi chính là Trương Hàng Đào sai khiến. Ông nói gì vậy? Ông mới là sát bá Phương. Cậu cuốn lên cắn người đúng không? Ông mới là sát bá Phương đó. Cậu nói kiểu gì vậy? Tôi phải giết ông. Ông mới là sát bá Phương. Khốn kiếp. Trương Hàng Đào chính là sát bá Phương. Câm miệng cho tôi. Đừng có ra vẻ với tôi nữa. Ông lại đây. Ai là sát bá Phương? Nói lại đi. Được rồi, nghỉ ngơi tí đi. Đã nghe thấy rồi. Nhân chứng ở đây. Cậu còn gì để nói nữa hay không? Lời ông ta nói anh cũng tin hay sao? Anh nhìn ông ta đi. Làm bộ làm tịch. Cứ luôn miệng nói sát bá Phương, sát bá Phương. Tôi nói cho anh nghe, ông ta gặp rắc rối rồi. Tôi không xong với ông ta đâu. Dám bôi nhọ thiếu gia nhà tôi hay sao? Thiếu gia nhà cậu cũng không phải là hạng tốt đẹp gì. Hậu hoàng kia, anh cũng không tốt đẹp gì đâu. Được rồi, anh cũng đừng nói nhiều với tôi làm gì. Thiếu gia nhà tôi có phải là sát bá Phương hay không? Thì đội trưởng Hadukawa là biết rõ nhất. Cậu nói như vậy có ý gì chứ? Ý gì hay sao? Anh tự nghĩ đi. Người của toàn Tân Đảo này đều biết thiếu gia nhà tôi là đại hán giang đúng hay không? Sao bạn ấy lại là sát bá Phương? Đội trưởng Hadukawa biết thiếu gia nhà chúng tôi cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu thiếu gia nhà chúng tôi là sát bá Phương, sao ông ấy có thể không biết được? Tại sao Trương Lai Tài lại hại thiếu gia nhà tôi? Cũng không phải vì thiếu gia nhà tôi muốn ông ta quy chút tiền xây đền thờ sao? Ông ta không hài lòng cho nên mới trả thù thiếu gia nhà tôi. Cho dù Trương Lai Tài hận thiếu gia nhà cậu, dù khống cho anh ta là sát bá Phương, vậy thì cậu giải thích thế nào về chuyện đồng hồ vàng đi? Sao mà anh vẫn nhắc đến chuyện đồng hồ vàng làm gì? Tôi đã nói rõ ràng với đội trưởng Hadukawa. Đúng là tôi có tật xấu ăn trộm đồ. Chiều hôm đó tôi nhìn thấy đồng hồ vàng, tôi không chịu được. Lấy nó đi. Ai mà ngờ được Trương Lai Tài lại cử người tìm tôi. Anh nói xem tôi có thể thừa nhận hay không? Tôi không thừa nhận. Ông ta tìm người đe dọa tôi. Tôi thật sự phớt lờ ông ta. Kết quả ngày hôm sau, ông ta sai người phục kích chúng tôi, còn đánh bị thương một người của chúng tôi, chính là Hạ Xuyên, ông chủ tiệm hoa quả Phong Thịnh. Không tin thì đi hỏi đi. Tôi không ngờ đồ khốn Trương Lai Tài đó lại cắn được thiếu gia nhà tôi một miếng đó. Dù sao thì sự thật cũng là như vậy. Anh tin thì tin, không tin thì thôi. Đội trưởng à, tôi nói này đội trưởng Hadukawa, chuyện này ngài phải làm chủ cho thiếu gia nhà tôi. Thiếu gia nhà tôi có thể là sát bá Phương hay sao? Thiếu gia nhà tôi đã làm bao nhiêu chuyện tốt, liều mạng bao nhiêu lần cho các ngài, bảo hiểm tính mạng cứu thân dương. Chuyện này ông cũng biết mà. Vì được làm nghệ sĩ, người dân đến phủ Trương chúng tôi làm đủ thứ chuyện, quăng đá ném đá, giết chữ ở cổng lớn, có người còn ỉa đái. Ở trước cổng phủ Trương của chúng tôi ồn ào náo nhiệt lắm luôn đó. Với tính cách của tôi sẽ đi xử lý bọn họ. Thiếu gia nhà tôi đã ngăn cản tôi lại, không cho tôi đi. Đó là bây giờ thân phận khác rồi. Bây giờ nấy là nghệ sĩ, không được đánh nhau với dân. Phải bảo vệ cái gì nhỉ? Địa vị hoàng quân trong lòng của nhân dân. Ông nói xem thiếu gia nhà tôi nói hay biết bao, có phải hay không? Đội trưởng Hadukawa, ngài đừng có nghe đồ khốn nạn Trương Lai Tài nói thiếu gia nhà tôi là sát bá Phương gì đó. Tôi nói cho ngài nghe, ông ta mới là sát bá Phương. Ông chủ Trương, liều mạng với các cậu về một cái đồng hồ có cần thiết hay không chứ? Ai nói là không phải? Một cái đồng hồ đáng giá bao nhiêu tiền, ông ta mua thêm một cái nữa thì làm sao? Tôi đoán cái đồng hồ đó có gì kỳ quặc. Kỳ quặc? Ý của cậu nói là gì? Tôi cũng chỉ đoán mà thôi, làm sao mà tôi biết được? Nếu như tôi biết thì đã nói với ông rồi. Báo cáo đội trưởng, kết quả khám nghiệm của Trương Hàng Đào có rồi. Kết quả gì?
Chúng tôi kiểm tra ra một lượng lớn AS-203 trong máu và nước tiểu của Trương Hàng Đào. AS-203 Arsenin. Vâng. Arsen phân bố rộng rãi trong tự nhiên, nhưng mà chủ yếu tồn tại dưới hình thức AS-205. Nếu một lượng lớn nguyên tố phi lượng AS-205 xuất hiện trong cơ thể người, vậy chỉ có một khả năng: có người đầu độc cậu ta. Vâng. Một khi loại nguyên tố dư lượng này đi vào cơ thể người sẽ xuất hiện phản ứng trúng độc, hơn nữa còn lây lan rất nhanh. Nếu như không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy. Nghĩ đủ mọi cách cứu cậu ta đi. Bây giờ thì không thể rồi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi còn phát hiện ra một lượng lớn vật chất có độc trong cơ thể của cậu ta. Nếu muốn kiểm tra rõ từng cái một, tất cả vật chất có độc ít nhất phải mất một thời gian là 2 tuần. Đội trưởng Hadokawa, tôi sẽ mời thiếu gia ra. Không cần, giờ này nghị sĩ Trương thế nào rồi? Thật ra càng ngày càng không ổn rồi. Ngày nào cũng không ăn cơm, cứ ho nôn ra máu mãi thôi. Hôm qua còn nôn ra một bát máu. Được rồi, tôi đi thăm cậu ấy. Nghị sĩ, đội trưởng Hadokawa đến rồi. Đừng ngồi dậy, cứ nằm đi. Tôi mang kết quả hóa nghiệm đến cho cậu đây. Thế nào rồi? Có kết quả gì chưa? Tôi bị sao vậy? Có người đầu độc cậu. Đầu độc hả? Ai lại đầu độc tôi? Mà đầu độc tôi làm gì? Chẳng lẽ trước đây cậu không nhận ra chút nào hay sao? Ngài nói xem, bình thường tôi vô tư là thế, cũng không đắc tội với ai hết. Ai đầu độc tôi được? Cậu cảm thấy khó chịu vào hôm nào? Từ sau cái hôm tôi trở về từ Hương Mãn Lầu, tôi liền thấy ngực của tôi khó chịu, cứ không thở được và ho nữa. Chẳng lẽ là hôm đó Hương Bản Lầu? Cậu cho rằng Trương Lai Tài đầu độc cậu hay sao? Ông ta đầu độc tôi. Nhưng mà sao ông ta phải đầu độc tôi? Tôi không chọc giận ông ta mà, cũng không có thù với ông ta nữa. Có phải là hôm đó tôi ép ông ta quyên tiền xây đền thờ, cho nên ông ta đầu độc tôi hay không? Vậy thì xấu xa quá rồi. Nếu là như vậy thì đội trưởng Hadokawa, ngài phải ra mặt cho tôi đó. Ngài nói xem, khoản tiền này cũng không rơi vào túi của tôi, đúng hay không? Tôi làm như vậy là vì ai? Sao ông ta lại đầu độc tôi hả? Nếu chỉ là quyên tiền cho đền thờ thì ông ta có đầu độc gì không? Cậu nghĩ kỹ xem, có phải là có nguyên nhân nào khác hay không? Nghĩ kỹ đi. Đội trưởng Hadokawa, là như thế này. Nếu như ngài nói như vậy, tôi sẽ nói với ngài một lời. Tôi luôn giấu ở trong lòng của tôi. Kể từ khi tôi làm nghị sĩ, không chỉ nhân dân suốt ngày mắng tôi, mấy nghị sĩ khác cũng lâu lâu là giở trò với tôi. Với điều này không có gì, tôi cũng không nói nữa. Điều khiến cho tôi bận tâm nhất thật ra là ngài. Ngài suốt ngày nghi ngờ tôi có liên quan đến thổ phỉ gì đó. Ngài không tin tôi như vậy hay sao? Tất nhiên tôi phải nghi ngờ cậu rồi. Nhưng mà cậu cũng đừng căng thẳng quá. Ở vị trí này của tôi thì tôi phải nghi ngờ tất cả mọi người, đều có lý do hết. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi sẽ liên lạc với tổng bộ Tân Kinh, báo họ cử bác sĩ giỏi nhất đến chữa bệnh cho cậu. Đừng. Thôi đi. Ngài còn không tin tôi, còn chữa bệnh gì chứ? Cứ để thế đi, cứ để chất độc này lan đến toàn thân, cuối cùng để tôi chết luôn đi cho rồi. Như vậy thì ngài sẽ không nhìn thấy tôi nữa, đúng hay không? Mắt không thấy thì tim sẽ không phiền thôi. Tốt lắm. Thật đấy, cứ để tôi chết đi. Kỵ sĩ Trương, tôi biết cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi bảo cậu xác nhận sát bác Phương. Nhưng mà xin cậu hãy tin tôi, chúng ta không phải là bạn bè với nhau sao? Ngài nói bạn bè với tôi đúng hay không? Nói thật nha,
Đội trưởng Harukawa, tôi luôn coi ngài là bạn. Ngài có coi tôi là bạn hay không? Tôi còn không biết nữa kìa. Ngài biết hay không? Ngài nói ngài quản lý chuyện của đội hiến binh phải không? Cục trưởng Hoàng lâu lâu lại đến gây rắc rối cho tôi. Ngài biết hết chuyện này, ngài cũng không lo không hỏi. Ngài thấy ngài có coi tôi là bạn của ngài hay không? Bạn có thể làm ra những chuyện thế này sao? Cậu yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay cậu ta sẽ không quấy rầy cậu nữa. Cậu cứ yên tâm ở đây dưỡng thương. Tôi sẽ về đội hiến binh liên lạc với tổng bộ Tân Kinh ngay. Tôi nhất định sẽ bảo họ cử bác sĩ giỏi nhất đến khám bệnh cho cậu. Khoan đã, ngài tạm thời đừng nhắc đến chuyện bác sĩ với tôi. Ngài có lo chuyện này không? Chắc chắn. Được, có câu này của ngài là tôi yên tâm rồi. Còn có một chuyện tôi phải nói cho ngài biết. Hôm đó khi tôi rời khỏi Hương Bản Lâu, tôi nhìn thấy cục trưởng Hoàng đưa Trương Lai Tài đi. Làm phiền ngài hỏi Trương Lai Tài, sao ông ta phải đầu độc tôi? Có đúng không? Nếu ông ta có thuốc giải rồi thì ngài bảo ông ta nhanh chóng đưa thuốc ra. Tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn chưa sống đủ. Tôi không muốn chết đâu. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu làm chuyện này. Yên tâm dưỡng bệnh đi. Ngài đi thông thả. Rảnh thì đến nhé, đội trưởng Harukawa. Chăm sóc nghỉ trí trương cho tốt. Có tình hình gì gọi điện cho tôi. Vâng ạ, cảm ơn đội trưởng Harukawa. Đội trưởng, đây là kết quả hóa nghiệm của Trương Hàn Đào. Kết quả gì chứ? Cậu ta trúng độc rồi. Trúng độc? Cậu ta phát hiện ra triệu chứng từ lúc trở về từ Hương Bản Lầu. Tôi cử quân y đến khám cho cậu ta rồi. Trúng độc rất là nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta. Chắc chắn không đội trưởng? Khẩu cung của Dạ Miêu Tử và Trương Lai Tài đều nói rất rõ rồi. Trương Lai Tài muốn hại Trương Hàn Đào vì chứng tỏ họ không có quan hệ đồng minh. Rất có khả năng Trương Lai Tài này muốn giết người diệt khẩu vì danh sách bí mật kia. Trương Lai Tài là người của Liên Quân Kháng Nhật, đây là sự thật. Cũng rất có khả năng ông ta chính là Sát Bát Phương chúng ta cần tìm. Ông ta có lý do rất rõ ràng để giết Trương Hàn Đào mà. Không đúng. Nếu như ông ta là Sát Bát Phương, vậy Trương Hàn Đào là gì? Ông ta có động cơ giết người, vậy tại sao trước đây ông ta mãi không ra tay? Đây chính là ông ta có lý giết Trương Hàn Đào mà tôi nói. Trương Hàn Đào luôn bị chúng ta nghi ngờ, cậu ta cũng chịu tội thay cho Trương Hàn Đào. Chúng ta đặt trọng điểm lên Trương Hàn Đào, như vậy sẽ bỏ sót Trương Lai Tài. Ông ta có thể lợi dụng điểm này để thường xuyên gây án, cho nên mới không ra tay với Trương Hàn Đào. Cậu nói cũng rất có lý. Lúc đó chúng ta luôn nghi ngờ Trương Hàn Đào là Sát Bát Phương. Nhưng mà sau khi Đại Ba Lạc xuất hiện, Trương Hàn Đào tạm thời không bị nghi ngờ. Nhưng mà sau khi Đại Ba Lạc chết đi, Sát Bát Phương lại xuất hiện trở lại. Chúng ta lại coi Trương Hàn Đào là đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Nhưng mà bây giờ thì sao? Trương Lai Tài lại đầu độc Trương Hàn Đào. Giải thích thế nào đây? Đội trưởng à, tay Trương Hàn Đào này nếu như không có điểm gì đáng nghi hết, sao chúng ta lại 5 lần 7 lượt nghi ngờ hắn chứ? Theo tôi, có thể Sát Bát Phương vẫn là Trương Hàn Đào đó. Chúng ta có thể nghĩ được Trương Lai Tài muốn Trương Hàn Đào chịu tội thay. Vậy thì hắn cũng có thể nghĩ đến, hắn cố ý lợi dụng điểm này. Mục đích chính là khiến cho chúng ta cho rằng hắn bị oan, để chúng ta chủ động rửa sạch tội danh Sát Bát Phương giúp hắn. Còn có một khả năng, Dạ Miêu Tử ăn trộm đồng hồ vàng, vô tình phát hiện ra danh sách bí mật. Trương Lai Tài không thể không giết Trương Hàn Đào được. Kết quả không thành công,
Trước khi chết, Trương Lai Tài nhất định phải tìm một người chịu tội chung. Cho nên ông ta một mực cho rằng Trương Hàng Đào chính là sát Bác Phương. Các cậu nói đều có lý hết. Nếu như Trương Hàng Đào thật sự là sát Bác Phương, vậy thì cậu ta thật sự khó đoán. Còn nếu như cậu ta thật sự là sát Bác Phương thật, thì tại sao cậu ta có thể thoát khỏi trinh sát kỹ càng của chúng ta? Đội trưởng Fujino, với độ giàu có của Trương Hàng Đào, mua chuộc mấy người thoát khỏi trinh sát không khó khăn lắm đâu. Cục trưởng Hoàng, làm gì phải coi trọng chứng cứ? Anh đừng có tưởng tôi không biết anh và Trương Hàng Đào từng có khúc mắc gì phụ nữ, còn có cả ân oán giữa hai nhà các anh. Đây là chuyện công. Tôi hy vọng anh có thể phân biệt rõ ràng. Sao thế, đội trưởng Fujino? Trương Hàng Đào cho anh bao nhiêu lợi lộc mà anh nói đỡ cho hắn nhiều như vậy? Không phải là anh giúp hắn trốn được trinh sát chứ? Anh dám bôi nhọ tôi, đừng nói nữa. Ra ngoài. Dân. Không nhìn thấy, bọn họ đều bịt mặt. Trung Quốc có câu nói cổ xưa, thay người như thay dao, thần tiên sợ tay trái. Tôi thế này lại lấy súng đổi mạng. Người ta nói rồi, 3 ngày không giao súng thì mất đầu đó. Thật ra sát Bắc Phương các ngài khổ sở tìm kiếm chính là nghệ sĩ của các ngài đó, Trương Hàng Đào. Trời đất ơi, thiếu gia, cậu không nằm ở trong phòng, ra đây làm gì? Nhiều chuyện quá tôi không nằm được. Bác sĩ cho cậu uống thuốc chưa? Uống rồi. Alo. Alo, chú Quý. Tôi Đại Ba Lạc đây. Tôi muốn tìm Trương công tử. Thiếu gia, điện thoại của Đại Ba Lạc. Có chuyện gì thế Đại Ba Lạc? Cậu có thể có việc gì được? Cậu không phải việc thuốc kia, rốt cuộc cậu giao đến đâu rồi? Cứ để chỗ của tôi đi, gió thổi mưa rơi kiểu gì chẳng mọc rễ. Cậu trông coi cẩn thận giúp tôi là được, những việc khác tôi sẽ nghĩ cách. Tôi nói này anh bạn, sao mà anh lại ho dữ dội vậy? Không khỏe ở đâu sao? Tôi không sao đâu, còn không sao nữa. Họ đến thế này cơ mà. Có cần tôi đến thăm anh hay không? Cậu giúp tôi trong coi số thuốc đó cẩn thận là được. Vì còn lại không cần cậu lo đâu. Được rồi, cúp máy đi. Thiếu gia, ai gọi đến thế? Đại Ba Lạc. Hỏi tôi về việc số thuốc kia. Bây giờ tôi cũng đang lo đây. Chuyển đi đâu đây chứ? Trời ơi thiếu gia, cậu nghĩ chuyện này ít thôi. Sức khỏe của cậu đã thế này rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi. Không nghỉ ngơi nổi, quá nhiều việc. Thuốc, đồng hồ vàng, Trương Lai Tài, không có việc nào khiến tôi yên tâm. Còn cả hoa hồng, không biết bây giờ chỗ cô ấy thế nào rồi. Fujino, cậu nhìn nhận thế nào về việc Trương Lai Tài một mực khẳng định Trương Hàng Đào là sát Bác Phương? Đội trưởng, tôi cho rằng Trương Lai Tài là sát Bác Phương thật sự. Trước đây ông ta không giết Trương Hàng Đào là vì trước đây chúng ta luôn nghi ngờ Trương Hàng Đào chính là sát Bác Phương thật sự. Như vậy Trương Hàng Đào sẽ chịu tội thay cho Trương Lai Tài. Nói tiếp đi. Còn nữa, thông qua kiểm tra của quân y, nhìn từ thời gian đầu độc, rất có khả năng chính là Trương Lai Tài đã làm. Vậy nên Trương Hàng Đào bị hãm hại. Trương Hàng Đào không phải là sát Bác Phương thật sự. Fujino, tôi thấy cậu ở Trung Quốc lâu rồi, bị người Trung Quốc đồng quá, biết làm việc theo cảm tính rồi đó. Đội trưởng, tôi không hiểu lắm. Cậu nói Trương Hàng Đào không phải là sát Bác Phương, có chứng cứ gì hay không? Chứng cứ?
Chứng cứ trực tiếp không rõ ràng lắm. Nhưng cái gì? Trong tình huống bản thân còn không chắc chắn thì cậu thuyết phục người khác thế nào đây? Tôi nói cho cậu biết, trong tình huống không đủ chứng cứ thì ai cũng có thể là sát Bắc Phương. Sao mà Trương Hàn Đào có thể rũ bỏ nghi ngờ được chứ? Nếu như Trương Hàn Đào thật sự xảy ra sự cố thì chúng ta phải làm sao? Nếu như Trương Hàn Đào thật sự là sát Bắc Phương, vậy thì cậu ta chết cũng không hết tội. Còn nếu như không phải, vậy thì sự sống chết của cậu ta có liên quan gì đến chúng ta? Nếu Trương Hàn Đào chết thật, Thân Dương Điện Hạ trách tội, chúng ta có mời bác sĩ hay không? Vẫn phải mời. Phải có lời giải thích với Thân Dương. Còn về sự sống chết của Trương Hàn Đào thì phải coi ý trời thôi. Mời. Ôi, ngài Terashima, chú Tứ, mời ngồi, mời ngồi. Ngài Terashima, ngài đến để vẫn là việc về số gỗ kia. Đã nói là hôm qua đến, sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Không giấu gì ngài, trong nhà xảy ra chút chuyện. Xảy ra chuyện gì? Thiếu gia nhà tôi bị bệnh rồi. Bệnh rồi? Có nặng hay không? Cô ấy bị đầu độc, đã tìm rất nhiều bác sĩ. Ngay cả ngài Harukawa cũng cử quân y đến, nhưng mà cũng đành bó tay. Nặng thế cơ à? Chú Tứ, chú cũng đừng sốt ruột quá. Tôi sẽ báo với Thân Dương cử bác sĩ giỏi nhất đến đây. Vậy cảm ơn ngài quá. Nhà họ Trương là đối tác hợp tác quan trọng nhất của Hắc Long Hội. Nghị sĩ Trương lại là được Thân Dương coi trọng. Tất nhiên là chúng tôi hy vọng cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại rồi. Việc này cứ để tôi lo. À, chú Tứ, việc của số gỗ đó phiền chú nhanh chóng phát hàng. Nếu như không kịp, con thuyền này phải đợi nửa tháng sau mới có thể phát hàng được. Dân, thiếu gia bị bệnh, trong nhà loạn hết lên. Tôi quên mất chuyện phát hàng. Ngài cứ yên tâm đi, tôi sẽ lập tức giục họ mà. Chú Tứ, chú cũng đừng quá lo lắng. Vì nghị sĩ Trương bị bệnh, tôi cũng sẽ nhanh chóng nghĩ cách. Vậy thì cảm ơn ngài. Trương Lai Tài nói thế nào chứ? Ngoài một bậc khẳng định Trương Hàn Đào là sát Bắc Phương ra, ông ta không nói gì hết. Trương Hàn Đào chính là sát Bắc Phương. Đội trưởng à, hay là Trương Hàn Đào có phải sát Bắc Phương hay không? Rất cần chứng cứ chính xác. Điều khiến cho tôi đau đầu chính là rốt cuộc Trương Lai Tài muốn làm cái gì đây? Trương Lai Tài hết sức ngoan cố, phải làm sao đây? Đổi từ thẩm vấn sang dụng hình. Rõ. Ông chủ Trương, cục trưởng Quan, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi. Nói thật với ông, tôi cũng không muốn làm khó ông. Ông xem đi, những thứ này đều là người Nhật Bản chuẩn bị cho ông hết. Theo tôi, ông vẫn nên khai thật ra, tránh phải chịu khổ. Cục trưởng Quan à, những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Cậu còn bảo tôi nói gì nữa đây? Ông nói Trương Hàn Đào là sát Bắc Phương, nhưng mà không có chứng cứ. Là nhiều sơ hở như vậy, không ai tin hết. Tôi thật lòng muốn tốt cho ông. Chỉ cần ông nói rõ ràng ra thôi, tôi nhất định sẽ nói giúp cho ông. Trước mặt của đội trưởng Harukawa, tha mạng cho ông. Ông có biết, đối đầu với người Nhật Bản thì không có kết cục tốt đẹp gì hết. Quan hệ giữa tôi và Trương Hàn Đào, ông cũng biết. Tôi tin Trương Hàn Đào chính là sát Bắc Phương. Nhưng mà đội trưởng Harukawa lại không nghĩ như vậy. Ông ấy tưởng ông muốn tìm người chết chung. Ông nói thật với tôi đi, anh ta có phải là sát Bắc Phương hay không? Ông đã không nói hắn không phải, vậy thì là ông. Dù sao hôm nay phải có một sát Bắc Phương đi ra khỏi căn phòng này. Ai cũng nói đại lao của đội hiến binh rất lạnh. Ông chủ Trương, thứ này sẽ khiến cho ông thấy rất ấm áp đó. Bây giờ ông hối hận vẫn còn kịp. Rốt cuộc là cậu muốn tôi nói cái gì đây? Tôi hỏi ông, có phải ông đầu độc Trương Hàn Đào hay không? Đúng vậy, là tôi đó. Vậy thì lạ thật. Ông đã khẳng định anh ta là sát Bắc Phương, tại sao ông còn đầu độc? Trong đồng hồ vàng có danh sách, tôi sợ cô ta bắn đứng tôi. Danh sách? Ở đâu? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.
ông không thấy quan tài không rơi lệ có đúng hay không? Cục trưởng quan, cục trưởng quan. Cục trưởng quan. Đội trưởng Trương Lai Tài đã thừa nhận ông ta đầu độc, nhưng mà ông ta vẫn khẳng định Trương Hàn Đào chính là sát Bắc Phương. Rất rõ ràng thôi, Trương Lai Tài muốn đẩy Trương Hàn Đào vào chỗ chết, vậy càng có thể chứng minh chắc là Trương Hàn Đào không phải là sát Bắc Phương. Đội trưởng à, Trương Lai Tài tự nói như vậy. Bây giờ Trương Hàn Đào đang trúng kịch độc, bác sĩ của cả thành Tân Đảo này đều phải bó tay. Cậu nói xem cậu ta có bất chấp tính mạng đẩy bản thân vào cảnh nguy hiểm để rũ bỏ nghi ngờ hay không? Chắc là không đâu. Đội trưởng à, nhưng mà bây giờ vẫn nên đặt trọng điểm ở Trương Lai Tài đi. Và chiếc đồng hồ vàng kia, mau đi điều tra. Dân, ngoài ra thả Dạ Miêu Tử ra đi. Thả ra sao? Đã không có lý do để giam cậu ta lại rồi. Đội trưởng à, sau này chúng ta không có cớ gì bắt cậu ta nữa. Cậu ta suốt ngày ở cùng với Trương Hàn Đào, chắc chắn là biết điều gì đó. Dù sao bây giờ Trương Hàn Đào vẫn là trưởng nghị sĩ, nếu cậu ta sống được đi cáo trạng với Thân Dương thì chúng ta giải thích thế nào đây? Vẫn là đội trưởng suy nghĩ chu đáo. Vậy tôi sẽ đi. Đi đi. Cục trưởng Hoàng đi thông thả. Lương tiên sinh đến rồi. Đội trưởng Hadokawa, lần này cậu giúp đỡ tôi rất nhiều, công lao cũng lớn đấy. Cảm ơn đội trưởng khen ngợi. Con người của tôi rất coi trọng sự trung thực, chỉ cần cậu hợp tác với chúng tôi đảm bảo cậu sẽ có tương lai tươi sáng. Nhưng mà thành Tân Đảo cậu không thể ở lại nữa. Đội trưởng à, tôi không hiểu ý của ngài cho lắm. Bởi vì sự tỉnh ngộ kịp thời của cậu, chúng tôi không chỉ thành công bắt được Trương Lai Tài mà còn phá hủy được mấy trạm giao thông ngầm của đảng Cộng sản. Tôi lo họ gây rắc rối cho cậu đó. Vậy ý của ngài nói là tôi đã báo cáo đại tá việc của cậu rồi. Đại tá quyết định điều cậu đến Phụ Tân đảm nhiệm chức đội trưởng đội bảo vệ. Cảm ơn đội trưởng tiến cử, tôi thấy rất vui. Cậu chuẩn bị đi đi, ngày mai xuất phát. Vâng. Tư đồ anh, sao thế? Tiểu thư Đường, lấy được bức tranh đó nhanh vậy sao? Vẫn chưa tìm thấy bức tranh. Nhưng mà cô nói đúng, đúng là bức tranh đó đang ở nhà họ Trương. Vậy thì cô tìm tôi làm gì? Tôi muốn cô cho tôi sự bảo đảm, sau khi tôi lấy được bức tranh đó, cô sẽ nói cho tôi biết thuốc men, đạn dược ở đâu. Tôi không thể bảo đảm được. Cô có biết để lấy được bức tranh đó tôi suýt nữa mất mạng hay không? Tôi không muốn cuối cùng mới phát hiện ra cô đang chơi tôi. Nhưng mà cô không còn lựa chọn nào khác. Có lúc đời người phải cá cược xem may mắn. Được, để sau khi lấy được bức tranh đó, nếu như cô vẫn không nói cho tôi biết thuốc men đạn dược ở đâu thì cô phải cẩn thận, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Vậy đợi đến khi cô lấy được bức tranh rồi nói. Tôi phải đi dậy đây. Quên nói với cô, tôi là gia sư của Kubo. Chú Quý, chú Quý, thiếu gia, tại sao cô lại ra đây chứ? Có phải Dạ Miêu Tử về rồi hay không? Dạ về rồi. Gọi cô ấy lại đây. Vâng ạ, được. Dạ Miêu Tử, Dạ Miêu Tử, mau lại đây. Thiếu gia tìm cậu đây nè. Thiếu gia, sao vậy? Thế nào? Họ hỏi cậu thế nào chứ? Nhưng mà thiếu gia, anh không sao chứ? Thiếu gia, thiếu gia, anh làm sao vậy? Họ hỏi cậu cái gì? Thiếu gia, cơ thể của anh không sao chứ? Nói mau.
Giống như tôi nghĩ, bọn họ muốn biết anh có phải là Sát Bát Phương hay không. Chủ yếu hỏi về cái đồng hồ vàng và danh sách thôi. Còn về cái đồng hồ vàng đó, tôi khẳng định là tôi trộm, không liên quan tới anh đâu. Còn về danh sách, tôi giả ngốc không biết. Dù sao họ cũng không làm gì được tôi. Còn ông chủ Trương thì sao? Nhìn thấy ông chưa? Anh đừng có nhắc đến ông chủ Trương với tôi. Anh nhắc đến ông ấy tôi lại tức. Sao vậy? Hoàng Duy Sơn bảo tôi và ông ấy trực tiếp đối chất với nhau. Ông ấy vừa lên đã nói anh là Sát Bát Phương. Nói như thật ấy. Lúc đó tôi không giương tay ra được. Nếu không tôi sẽ xử ông ta tại chỗ rồi. Trương Lai Tài không phải hạng tốt đẹp gì. Chứ già đối xử tốt với ông ấy như vậy. Không đúng. Không đúng đâu. Cái gì không đúng? Trương Lai Tài đang giúp tôi đó. Giúp cậu hả? Hai người cứ nghĩ đi. Ông ấy là người của Liên Quân Kháng Nhật. Trong tay Hadokawa có chứng cứ. Cho nên Trương Lai Tài sẽ phải chết. Ông ấy nói tôi là Sát Bát Phương. Người Nhật Bản sẽ cho rằng ông ấy tìm người chết cùng trước khi chết. Ông ấy làm như vậy là đang bảo vệ cho tôi. Tôi hiểu rồi. Trước khi chết ông chủ Trương cắn ngược một cái sẽ khiến người Nhật cho rằng thiếu gia nhà chúng ta không phải Sát Bát Phương.